Xin chào quý phụ huynh và các con học sinh thân mến. Chào mừng các con đã quay trở lại chủ đề 10 vạn câu hỏi vì sao. Và hôm nay cô và các con sẽ cùng nhau tìm hiểu vì sao con chim tu hú nó không thể tự nuôi con của mình. Như các con đã được biết, loài tu hú nó không biết ấp trứng nên phải đi ấp trứng nhờ. Hơn nữa, con tu hú mẹ không có khả năng tham mồi nuôi con, vì con chim mẹ chuyên ăn sâu và con tu hú mẹ ăn cả những con sâu có nọc độc luôn. Đối với tu hú đã trưởng thành thì cơ thể chúng sẽ miễn nhiễm độc tố của những con sâu độc, trong khi những con tu hú con mới chào đời chưa có hệ thống miễn nhiễm, nên nếu ăn phải con sâu độc nó có thể chết đi. Vì thế con tu hú mẹ phải nhờ các loài chim khác nuôi con của nó. Và các em ơi, các con có biết rằng con tu hú mái đó, con tu hú mái thường tìm những cái tổ chim chích đã đẻ trứng. Quả trứng của nó có kích thước gần bằng trứng của con chim chích mới, và cái hoa văn của nó cũng rất là giống, khiến những các cặp của con chim chích đó nghĩ rằng đó là trứng của chúng, không biết là trứng của con tu hú. Và thế là sau một cái thời gian mà ấp nhờ con chim chích, mặc dù mới nở ra còn đỏ hỏn, nhưng con tu hú con đã thể hiện bản lĩnh của một ác thủ. Nó đã nhanh chóng dùng sức mạnh cơ bắp, rồi đôi cánh và phần lưng của nó đẩy con chim chích non mới nở cùng những quả trứng còn lại văng ra khỏi tổ. Đến khi đã lũ lông rồi, đủ cánh rồi, con tu hú con sẽ bay đi, rồi bỏ rơi kẻ nuôi dưỡng nó. Một ngày nào đó, có thể nó sẽ lại đẻ nhờ vào tổ của bố mẹ nuôi. Hiện tượng đẻ nhờ của chim tu hú được gọi là kỳ quái nhất trong thế giới tự nhiên. Sau bài học ngày hôm nay, chắc hẳn các con rất là thắc mắc vì sao con chim tu hú không thể tự nuôi con, mà nó lại nhờ những cái tổ chim chích đó ấp trứng. Nhưng nó lại sau đó nó lớn lên thì nó lại thể hiện bản lĩnh của nó, rồi nó lại đẩy những con chim chích non mới nở cùng với những quả trứng còn lại văng ra khỏi tổ. Đó là một cái hiện tượng thật là khó chịu, phải không các con? Và đây được cho là cái sự kỳ quái trong thế giới tự nhiên nhất của cái loài chim. Thường thì khi chúng ta đẻ trứng đó thì chim mẹ phải ấp trứng và nuôi chim con trưởng thành, nhưng riêng loài tu hú này thì rất là lạ. Bài học vì sao con tu hú không thể tự nuôi con đến đây là đã kết thúc rồi. Các con hãy nhớ ấn nút đăng ký và nhấn chuông để nhận được những bài học mới nhất từ cô. Tạm biệt và hẹn gặp lại các con vào những bài học lần sau nhé.